Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GTA 5 à. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cua theo yêu cầu của rất là nhiều bạn từ Facebook lẫn YouTube lẫn tất cả mọi thứ mạng xã hội đấy. Thì hôm nay mình sẽ bắt cua với lại cái con Ducati 1199 này à. Hay nói cách khác tên của nó trong game ấy, hay nói cách khác là Bati 801 ha. Đó, đèn nhám luôn đấy, rất là đẹp ha. Đó, ok, ngày hôm nay mình sẽ bắt cua với con Ducati này ha, trong một cái map mà cũng trung bình khó, không phải khó mà cũng không phải dễ, nên mình nói là trung bình khó dễ ha. Ok, vâng, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt cua nào. Ok, và bắt cua nào. Vâng, và 3 2 1, go. Ok, đi nào. Thì đầu tiên thì chúng ta cứ vậy mà chạy đi ăn cái checkpoint. Ok, quành vào. Ngon lành đấy. Mới đầu đã chạy về là mình thấy map này có vẻ rất là yên bình. Yên bình lắm. Thì mình nói luôn là map này mình chưa chơi bao giờ ha. Đó, chưa chơi bao giờ. Map này là mình lấy được của YouTuber người nước ngoài. Đó, người Pháp. Đó, mình chưa chơi bao giờ. Không biết là Pháp hay là tàu cựa hay là gì nữa, nhưng mà mình nghĩ là phép nghe giọng cứ xù xù nghe rất là ngứa tai, nhưng mà mình rất là hâm mộ cái anh người Pháp đấy. Từ qua cái cuộc xì gió đã. Ok, mình rất hâm mộ cái anh người Pháp đấy. Anh ấy đi qua cái map này rất là nhanh, đó, hình như là không fail phát nào luôn, rất là ghê gớm đó. Mặc dù là chưa chơi nhưng mà mình đã xem anh đấy chơi rồi nên mình biết rõ cái địa hình này rồi. Hôm nay mình thử coi, tiện làm theo yêu cầu của các bạn luôn. Ok, đi nào. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ lên đây. Đó, checkpoint ở đằng sau mình đây này. Đấy, nhưng mà mình phải lên cái đường tàu lượn siêu tốc này. Thì nói tới cái tàu lượn siêu tốc thì mình có thấy có một bạn đưa ra cái ý tưởng đi tàu lượn siêu tốc đấy. Đó, hôm nay mình sẽ không đi tàu lượn siêu tốc mà mình sẽ đi với lại con Bati 801 này. Ôi, rồi xong theo rồi. Ồ, vãi, cái cố xe gió nó cuột cho. May sao là vẫn còn mạng đấy. Chưa chết đấy. Ok, thú thực thì mình cực kỳ ghét những cái cố xe gió. Ghét lắm cơ. Nó cứ như kiểu là khắc tinh của mình ấy. Đó. Rồi, đi lên tàu lượn siêu tốc nào. Đi nhanh luôn. Rồi, qua nào. Ok, qua được cái cột xe gió rồi, tuyệt vời. Ok, đi nhanh chỗ này luôn nhá. Đó, cứ thế là mình phóng nhanh thôi, không sợ té. Đó, cứ thế là phóng, cứ ôm cua mà cứ cua thôi. Đó, cứ như các bạn cứ làm theo như mình rồi đấy, cứ ôm cua rồi phóng như vậy, cứ nẹt ga cho mình đấy, đảm bảo là các bạn sẽ bay ra ngoài khỏi cái đường tàu lượn siêu tốc này luôn. Ok, đùa đấy. Thực sự là cái tàu lượn siêu tốc này không bay ra được đâu. Theo kinh nghiệm bắt cua một tháng của mình thì mình thấy cái tàu lượn này, cái đường tàu lượn này không thể nào bay ra được, trừ khi các bạn nhảy ra thôi, hoặc là có cái sự cố gì đó, những kiểu lỗi game ấy đấy thì nó mới bay ra được thôi. Đó, cứ phóng như mình như thế này, này đảm bảo các bạn sẽ thành công. Ok rồi, bắt đầu bay qua đây. Ok, ăn được checkpoint rồi. Qua đây luôn. Chạy qua luôn. Ôi, vướng phải mấy cái gai này rồi. Mắc kết mấy cái gai ra. Ui giời ơi, rất là may. Ôi, có một cái máy bay nổ chỗ này này các bạn ơi. Bốc khói lên rồi. Ok, qua chỗ này tiếp. Đi nhanh luôn. Ui giời ơi, mấy cái cố xe gió này quay khá là chậm ha. Không như cái map bữa trước mình chơi, quay mắc chậm ra luôn.
map bữa trước không hiểu tại sao cái cố xây gió thứ ba nó quay nhanh như vậy, chả biết tại sao nữa. Nhưng mà thực sự là cái map đấy quay quá là nhanh, nhưng mà cái map này mình thấy cố xây gió nó quay cũng khá là chậm, đi cũng khá là dễ thôi. Với lại đây là có lốp mà đi chắc chắn là phải dễ hơn không lốp rồi đúng không? Ok, đến lượt cái chỗ ống cuộn tròn. Ống cuộn tròn này thì đi cũng khá là khó. Phải từ từ thôi. Từ từ nhá. Mặc dù là mình đang đi với một con xe Ducati thật đấy, nhưng mà căn cái tốc độ của con xe này cũng không được chuẩn đâu. Khó căn lắm đấy. Nên lâu lâu mình nhấp ga thôi, chứ không nên mà kéo nó một phát là coi như là bay xuống dưới nước tắm biển luôn. Rồi, từ gần ăn được cái chiếc boy rồi. Rồi, đi nào. Ok, ngon lành luôn rồi. Tiếp tục bắt cua qua mấy cái này. Ôi mất xe rồi. Thôi lên lấy chiếc boy đi, chỗ này dễ rồi, không cần phải spawn lại đâu. Lấy chiếc boy để spawn lại nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta đến cái cối xe gió cấp độ 3 luôn. Phải chuyển đây là may. Mắc may ra luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ trình diễn tiết mục xe đi trên nước. Đó, gọi là tiết mục what the fuck. Vừa ngay cái khúc sắt này nữa. Xe đi trên nước rất là ghê. Ok, rồi ăn chiếc bò tiếp và một cái chiếc bò tiếp. Đã đến cái gì đây? Mình nhìn thấy trên trời là một cái địa điểm bắt cua rồi đấy. Ôi quá trớn rồi. Cái dốc đấy dốc kiểu dạng dốc 180 độ ấy các bạn. Vãi trưởng ra luôn. Cuộn đúng 180 độ và nó cuốn mình ra khỏi cái dốc đấy luôn. Ôi đi đâu vậy? Rồi theo lần hai rồi. Phải thật. Thì mình nói luôn ấy, thì hiện tại là bên mình có một bạn trợ lý, hay nói khác là bạn đấy tên là như là Phát Phong Phú ấy đó. Bạn đấy có gửi một số cái tin nhắn đến với mình. Từ từ. Đó là bạn ấy thấy fan của mình bảo bạn ấy không phải là trợ lý Lý. Thì mình nói luôn là Phát Phong Phú là trợ lý của mình ha. Đó, đấy có thể comment trả lời các câu hỏi của các bạn ha. Đó, vì thế các bạn đừng có kiểu dạng như là nói gì xấu xa đến bạn đấy nhá. Qua chỗ này cái đã. Này khá là nguy hiểm. Ồ vãi, đến lượt mấy cái xe này không biết là xe gì nữa. Đã nó úp tiệt cái khăn lên rồi, không biết là cái xe gì luôn. Rồi xong té luôn. Ok, spawn lại ha. Cái xe này nhìn khá là nguy hiểm. Ok, đi nào. Cái gì thế này? Ồ vãi, mấy cái cối ấy. Không phải, cái này là mấy cái dàn khoan dầu. Đi khá là ghê gớm đấy. Nhưng mà mình qua được thôi, đơn giản mà. Ok, đến lượt cái chỗ này nữa. Từ từ thôi. Chỗ này thì như cái tập mà con Suzuki bữa trước thì mình có đi chỗ này rồi. Hình như tất cả các thể loại trong cái tập Suzuki đấy thì nó cũng có ở trong cái map này thôi ha. Trừ cái dụ cái dàn khoan kia mình thấy lần đầu ấy. Dàn khoan thì bữa là dàn khoan nó như dàn khoan mình cũng thấy rồi. Dàn khoan là ở cái tập BMX ấy mình cũng thấy rồi. À đúng rồi. Khoan ở tập BMX mình cũng thấy rồi. Ok, tới đích luôn rồi. Quá là nhanh luôn. Không biết thời gian là bao nhiêu phút đây. Mình thấy map này như ở đầu video mình có nói là map dễ mà. Ok, thời gian là 9 phút 23 giây thôi. Phải nói là cái map này là cái map rất là nhanh ha. Bắt cua bằng Ducati.
Thì nếu mà các bạn thích mình bắc cua bằng Ducati đấy thì nhớ cho mình 1000 like ha và 300 chia sẻ ha, ok. Và đăng ký channel của mình nữa. Đó. Thôi thì mình kết thúc cái video này đây thôi luôn rồi ha, các bạn. Ok thì có thể mình kết thúc ở đây thôi ha. Ok và lời nói thân thuộc, phải nói rất là quen rồi, lời nói mà phải nói rất là quen rồi. Đó chính là cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và chào các bạn ha. Bye bye.